để giúp cho các bạn có một cái hành trình tốt đẹp thì chị muốn đọc cho các bạn nghe một cái bài văn rất là hay của một bạn học sinh lớp online của chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ok chưa nào? Đề bài của chúng ta là phân tích đặc điểm phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân trong Người Lái Đò Sông Đà. À, vậy là cái đề này sẽ nhằm mục đích là chúng ta phải phân tích cái tác phẩm Người Lái Đò Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, và từ đó thì sẽ suy ra phong cách nghệ thuật của nhà văn này. Được chưa ạ? Nhá, đây là đề gì nào? Đây là đề phân tích nhưng mà suy ra một cái. Ok chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bài văn này luôn. Bài văn của chúng mình như sau ạ. Bài văn của chúng ta như sau. Bây giờ chị sẽ đọc. Cái quan trọng nhất trong tài năng văn học, và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kỳ tài năng nào, là cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của riêng mình. Đây là một cái câu nói rất là nổi tiếng của nhà văn Tuốc Kê nhé. Tiếng nói riêng ấy chính là phong cách của mỗi nhà văn, là màu sắc đặc trưng trong bức tranh văn học nghệ thuật muôn màu muôn vẻ. Một nhà văn chỉ thực sự có chỗ đứng trong lòng người đọc khi nhà văn ấy có phong cách riêng, lối đi riêng. Và Nguyễn Tuân là một nhà văn như thế. Với tiếng nói của sự tài hoa uyên bác, nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp đã đi vào lòng người biết bao, đi vào lòng người đọc bao thế hệ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học dân tộc. Tùy bút Người Lái Đò Sông Đà là một tác phẩm đặc sắc tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này. Ok chưa? Nhá các bạn ơi, đó là phần mở bài. Chị nghĩ đây là một cái cách mở bài rất là hay, mà các bạn hoàn toàn có thể dùng cái câu của Tuốc Kê Nhép để sử dụng cho mọi bài luôn. Hãy ghi lại những cái gì hay ho, bởi vì chị tin là các bạn sẽ không tìm thấy ở đâu được, không hay tìm thấy được những điều như vậy đâu. Thế nên là hãy ghi lại những cái điều hay ho để sử dụng trong bài viết của mình. Chị đọc lại cái trích dẫn mà bạn ấy đã sử dụng để viết phần mở bài như sau ạ. Cái quan trọng của tài năng văn học, mà tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kỳ tài năng nào, cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của riêng mình. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ đến với phần thân bài. Khi bước vào sáng tạo văn chương, vấn đề mà người nghệ sĩ quan tâm hàng đầu là vấn đề phong cách. Phong cách quyết định sự sống còn của tác phẩm, bởi phong cách văn học là những nét riêng biệt độc đáo của tác giả trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống. Những nét độc đáo ấy được thể hiện trong tất cả các yếu tố nội dung và hình thức của từng tác phẩm, cụ thể và thống nhất, xuyên suốt trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Nghệ thuật là lĩnh vực của sáng tạo, là xứ sở của cái độc đáo. Vì vậy, nó luôn đòi hỏi người viết phải có phong cách nổi bật, tức là người viết phải có một cái gì rất riêng, mới lạ trong tác phẩm của mình. Phong cách cũng có thể hiểu là sự thể hiện tài nghệ của người nghệ sĩ trong việc đưa đến cho độc giả một cái nhìn mới mẻ về cuộc đời thông qua những phương thức, phương tiện nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Nam Cao từng viết, văn chương không cần những người thợ khéo tay làm một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Nam Cao chính là minh chứng cho điều này. Trong dòng văn học hiện thực, Nam Cao là một điểm sáng trong phong cách sáng tác. Khi đã đào sâu vào nỗi đau tinh thần và nỗi đau bị tha hóa, từ chối quyền làm người như Lão Hạc, Chí Phèo, Đời Thừa, và ông xứng đáng là bậc thầy của văn học hiện thực Việt Nam. Phong cách mới lạ cũng chính là yếu tố làm nên thành công và tên tuổi của nhà thơ Xuân Diệu, là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới. Xuân Diệu nhìn thế giới bằng cặp mắt non xanh biếc rờn, bằng lăng kính của tình yêu và tuổi trẻ. Phong cách của Xuân Diệu là sử dụng hình ảnh, từ ngữ, cách đặt câu mới mẻ, diễn đạt lạ, ảnh hưởng từ tứ thơ của phương Tây. Có thể nói, phong cách làm nên sức hút riêng của từng tác phẩm, là tiếng nói riêng của từng tác giả trong vô vàn những tiếng nói trong nền văn học đồ sộ và đa dạng sắc màu. À, vậy thì ở đây, chị đang đi làm rõ về phong cách, đúng không ạ? Rõ ràng cái đề bài của chúng ta nói rằng là phân tích cái phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nam Cao qua Người Lái Đò Sông Đà, qua tùy bút Người Lái Đò Sông Đà. Và ở đây, chị đang đi làm rõ về phong cách, chị đang đi giải thích về phong cách. Và đây, bắt đầu bây giờ chị sẽ viết đây, được không ạ? Nhà văn Nguyễn Tuân là một cây bút có phong cách độc đáo. Ý thức được tầm quan trọng của tính cách sáng tác,
Nguyễn Tuân đã có sự lao động nghiêm túc, đem đến tiếng nói riêng, đã đem đến tiếng nói riêng không pha trộn. Nguyễn Tuân là người trí thức giàu lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Ông là người có cá tính mạnh mẽ và phóng khoáng. Nhà văn không thích những gì bằng phẳng nhợt nhạt, cũng không ưa mọi khuôn phép gò bó. Trái lại, nhà văn luôn có hứng thú với những biểu hiện mạnh mẽ phi thường của tạo vật và con người. Nhắc tới Nguyễn Tuân là nhắc tới chữ ngâm. Nguyễn Tuân ngâm ở cả cá tính, phong cách sáng tác rất mực tài hoa và uyên bác. Sự tài hoa được thể hiện ở chỗ Nguyễn Tuân luôn nhìn nhận và khám phá mọi sự vật hiện tượng ở phương diện văn hóa thẩm mỹ và miêu tả con người ở góc độ tài hoa nghệ sĩ. Văn ông rất uyên bác bởi nó đầy ắp những biểu hiện phong phú đa dạng về những lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ các bộ môn nghệ thuật, lịch sử, địa lý, quân sự, thể thao. Nguyễn Tuân đam mê với những thứ lớn lao mạnh mẽ, hoặc là dữ dội, hoặc là tuyệt mỹ. Dù là trước cách mạng hay sau cách mạng, thì ngòi bút của Nguyễn Tuân vẫn trung thành với cái đẹp. Có thể là cái đẹp từ giá trị xưa cũ hoài cổ, vang bóng một thời, hay đó cũng có thể là cái đẹp mới mẻ, tươi vui, lạc quan của cuộc sống mới, tự do. Đọc Nguyễn Tuân, có người đã gọi Nguyễn Tuân là người đi tìm cái đẹp. Không chỉ vậy, ông còn là người dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp. Phong cách của Nguyễn Tuân quả thực là độc đáo. À, các bạn ơi, thấy chưa ạ? Các bạn thấy chưa nhở? Chị ở đây thì chị đã khẳng định về cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân rồi. Và chị khẳng định luôn là cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là một cái phong cách cực kỳ là độc đáo. Đúng chưa ạ? Chị đã khẳng định ở đây rồi. Bây giờ chị sẽ tiếp tục làm rõ này. Làm rõ ở trong cái phần phân tích về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân này. Ok chưa ạ? Như sau. Nguyễn Tuân lấy chủ nghĩa xê dịch là kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Sống là đầy đi, để tìm hiểu những điều mới lạ. Trước cách mạng, một mình với chiếc vali, Nguyễn Tuân bôn ba trên nhiều miền quê đất nước nhưng với tâm trạng của kẻ thiếu quê hương, bất mãn với cuộc đời. Đó cũng là tâm trạng chung cho bao lớp người ở thời đại ấy. Sau cách mạng, ông cũng xuôi ngược nhiều chốn nhưng với tinh thần của một người yêu quê hương xứ sở, muốn góp phần vào công cuộc xây dựng tổ quốc, và Nguyễn Tuân đã đến với Tây Bắc như một điều tất yếu. Nơi có núi rừng hùng vĩ dữ dội, có những con người bình thường mà phi thường quá đỗi, tùy bút người lái đò sông Đà là tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc, khi lòng ta đã hóa những con tàu, khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát, tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu. Tây Bắc với Nguyễn Tuân là những cảm xúc thật đặc biệt. Ông luôn khám phá sự vật ở phương diện văn hóa thẩm mỹ, vì vậy thiên nhiên Tây Bắc cũng không ngoại lệ. Con sông Đà, dưới cái nhìn độc đáo ấy đã hiện lên như một sinh thể có ngoại hình, tâm hồn và tính cách. Miêu tả về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông, nhà văn Nguyễn Tuân đã không tả và kể lại theo lời của người khác hoặc theo tưởng tượng của mình, mà ông viết theo những cảm xúc tức thời trong tư thế của một du khách nhiều lần mộng mơ, giống như các văn nhân, nghệ sĩ cổ kim đối cảnh mà sinh tình. Đó là lần nhà văn đã tạt ngang qua sông Đà. Từ trên cao nhìn xuống thấy dòng chảy uốn lượn của con sông như mái tóc của một người thiếu nữ kiều diễm. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khó núi mèo đốt nương xuân. Có thể thấy dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Tuân, sông Đà hiện lên như một người thiếu nữ Tây Bắc với vẻ đẹp trữ tình và duyên dáng. Ngắm nhìn dòng sông Đà nhiều thời gian khác nhau, Nguyễn Tuân đã phát hiện những màu sắc tươi đẹp và đa dạng của dòng sông này. Nhà văn đã thấy nước sông Đà biến đổi theo mùa, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân, nước sông xanh màu ngọc bích để làm nổi bật màu xanh tươi sáng lấp lánh của Đà Giang mỗi độ xuân về. Nhà văn đã phân biệt màu xanh canh hến của nước sông Gâm, sông Lô. Mùa thu, sông lại lừ lừ chín đỏ. Và đặc biệt chưa bao giờ sông có màu đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ra mà đổ mực Tây vào và gọi bằng một cái tên Tây lếu láo. Bằng sự khẳng định này, Nguyễn Tuân đã không chỉ tôn vinh được vẻ đẹp của dòng sông mà còn trực tiếp bày tỏ tình cảm yêu mến của mình với sông Đà, niềm tự hào về vẻ đẹp của non sông xứ sở. Lần khác, sau một chuyến đi dài, thấy rừng thèm chỗ thoáng, nhà văn theo gót anh liên lạc xuống một cái dốc núi, tới bờ sông và ông đã nhìn sông Đà như một cố nhân. Với góc nhìn này, ông cảm nhận rõ nét về cái chất đằm đằm âm ấm thân quen của con sông và nhất là chất thơ như ngấm vào trong từng cảnh sắc thiên nhiên của sông Đà. Đó là cái năng thang ba đường thi yên hoa tam nguyệt há dương châu, rất trữ tình. Chữ điểm của du khách
Nguyễn Tuân đã khắc họa những vẻ đẹp hết sức đa dạng và nên thơ của cảnh vật thiên nhiên nơi đây. Tĩnh lặng, thanh bình, tươi mới, hoang sơ và sống động. Tất cả những vẻ đẹp ấy đều được khắc họa dưới cái nhìn đầy thẩm mỹ của nhà văn này. Cảnh thiên nhiên nơi đây mở rộng dần bằng một vẻ đẹp hiện thực, bằng tình yêu của chính nhà văn tài hoa đang đắm say và mơ mộng. Có thể nói đến đây, sông Đà đối với Nguyễn Tuân là một tình nhân chưa quen biết nhưng vẫn rất chứa chan yêu thương. Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình, như câu thơ đa tình của thi sĩ Tản Đà. Con sông Đà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân đẹp và thơ mộng quá. Cách khai thác độc đáo của nhà văn đã đem đến cho dòng sông quê hương một giá trị thẩm mỹ đầy ấn tượng. Điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân còn ở cách khám phá, nhìn nhận con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ. Trong Tùy bút người lái đò sông Đà, đặc điểm ấy được thể hiện rõ qua cách Nguyễn Tuân khắc họa hình tượng sông Đà trên trận thủy chiến. Ông lái đò sông Đà trên trận thủy chiến. Ông lái đò đã đi vào lòng người đọc như một vị anh hùng dũng cảm và tài hoa. Tuy đã 70 tuổi, nhưng ông đò vẫn với một thân hình cao to gọn quánh, những chất sừng, chất muôn, rất khỏe khoắn. Cánh tay ông thì dài lêu nghêu như một cây sào, đôi chân khuỳnh khuỳnh như lúc nào cũng kẹp chặt lấy một cuống lái trong tưởng tượng. Giọng nói ào ào như tiếng nước mặt gành, nhãn giới cao vời vợi lúc nào cũng mong có một cái bến xa nào đó trong sương mù. Đặc điểm ngoại hình ấy cho thấy con người này là con người sinh ra từ sông nước Đà Giang. Tất cả đã tôi luyện nên một người nghệ sĩ thực thụ. Phải ngắm nhìn hình tượng của ông lái đò sông Đà trên trận thủy chiến, chúng ta mới thấy rõ được vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ mà Nguyễn Tuân muốn khắc họa. Nhà văn viết rõ: "Tôi xin ghi lại ở cái đoạn này hình ảnh chiến đấu gian lao của ông lái đò sông Đà trên chiến trường sông Đà và trận thủy chiến mở ra với ba chủng vi thạch trận thật cam go. Ở chủng vi thứ nhất, đá sông Đà dàn thạch trận mở ra 5 cửa, 4 cửa từ và 1 cửa sinh. Những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt, sóng nước hò la vang dậy ùa vào bè gãy cán chiều, thúc vào gối vào bụng vào hông thuyền, rồi đội cả con thuyền lên, bám lấy thuyền như một đô vật túm lấy thắt lưng của ông lái đò đòi lật ngửa mình ra, đánh miếng đòn hiểm độc nhất. Trước thách thức đó, ông lái đò đã cố nén vết thương, mặt méo bệch nhưng vẫn chỉ huy ngắn gọn tỉnh táo. Điều này cho thấy ông là một người chiến sĩ, người chỉ huy vô cùng bản lĩnh và dũng cảm. Qua được vòng vây thứ nhất không ít vất vả, con đò tiếp tục vượt chủng vi thạch trận thứ hai. Đến đây quân địch đã mưu mô và nham hiểm hơn, đá sông tăng thêm nhiều cửa tử và cửa sinh thì bố trí lệch sang bờ hữu ngạn. Dòng thác hùm beo hồng hộc tế mạnh trên sông đá, bám lấy thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử. Đến đây ông lái đò đã thuộc quy luật phục kích của đối phương mà cưỡi lên thác, nắm lấy cái bờm sóng ghì cương lái miết tránh đảo đè sấn, chặt đôi để mở đường tiến." Nguyễn Tuân đã sử dụng hàng loạt những động từ mạnh để tập trung miêu tả hành động chính xác, điêu luyện và thuần thục của người lái đò sông Đà. Ông đò thực sự là một người chỉ huy tài ba, thông minh và dũng cảm. Cuộc vượt thác đẹp như một trận thủy chiến mà ở đó thử thách nối tiếp thử thách, lòng người luôn kiên định và dũng mãnh đến cùng. Chủng vi thạch trận thứ ba với bao nhiêu thách thức đang chờ vị tướng lĩnh lão luyện. Ở chủng vi này, bọn đá hậu vệ chỉ chừa đúng một luồng sống ở giữa, còn lại bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Không hề nao núng, ông lái đò đã phóng thẳng thuyền chọc thủng cửa giữa, vút vút, cửa ngoài, cửa trong lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên che xuyên qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Tài hoa và điêu luyện đến vậy, nếu có một thước phim quay chậm từng động tác diễn biến của chủng vi thạch trận cuối cùng này, thì đó quả là một khung cảnh tuyệt đỉnh. Không tốn quá nhiều công sức, nhưng Nguyễn Tuân đã đem đến cho người đọc một hình tượng vô cùng đẹp. Chính chất tài hoa nghệ sĩ cùng sự ngoan cường, lòng dũng cảm, kinh nghiệm lâu năm đã làm nên chiến thắng của người lái đò. Qua đây ta thấy được người lái đò sông Đà là biểu tượng cho vẻ đẹp của người lao động, biết làm chủ công việc, dũng cảm, táo bạo, thông minh, tài giỏi như một người nghệ sĩ lão luyện trong nghề nghiệp của mình. Ca ngợi ông lái đò, Nguyễn Tuân ca ngợi vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp lao động trong thời kỳ mới. Phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân từ đó mà được bộc lộ rõ nét hơn.